Xin chào các bạn. Hôm nay mình ra vườn hái mấy cái lá tía tô các bạn. Lá tía tô mùa hè nó quá trời luôn. Các bạn coi nè. Đẹp không các bạn? Cái này là lá tía tô màu tím nha. Nhà mình thì có đủ loại lá tía tô luôn. Nó vừa là lá màu tím, vừa xanh và vừa một mặt tím mặt xanh nữa. Thì nhà có hai vợ chồng ăn không hết á, cho nên mình tranh thủ mình cắt vô để mình phơi khô làm trà. Thì thường thường ở Việt Nam mình á, làm trà là cái lá tía tô mình cắt vô mình rửa sạch rồi mình phơi phơi nắng thôi. Còn ở bên này thì trời, các bạn nhìn thấy không, hiện tại là cuối tháng 8 ha, chưa tới nữa, khoảng hai mươi mấy tháng 8 thôi mà nó không có nắng các bạn ơi. Nó chỉ hanh 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 như vậy thôi thì nó không đủ nóng để cho làm cho mấy cái lá của mình nó khô tự nhiên đó. Thì mình phải đem vô mà lò sưởi máy sấy á. Lò không phải cái gọi là cái lò nướng đó. Mình để chế độ sấy để cho nó sấy. Thì mình thấy nó cũng tiện một cái là khi mình đổ chế độ mình để mà cái chế độ sấy ở 90 độ thì nó không làm cho cái lá này nó bị chín quá. Nó sẽ làm nhanh khô và nó sẽ tiệt trùng những cái con vi trùng, ví dụ như vi khuẩn, vi trùng gì mà nó có trên lá hay là sâu bọ các loại đó thì nó sẽ bị chết đi trong cái quá trình mà mình sấy. Thì khi mình làm trà uống nó cũng an toàn hơn á các bạn. Mình cắt hết nha các bạn, mình cắt nè. Cái này nó cũng có ra một chút xíu bông rồi, mình làm luôn. Cái lá tím này khi mà mình pha lên trà đó nó sẽ có cái màu rất là đẹp. Thì mình sẽ trộn chung vừa tím vừa xanh luôn nha các bạn, để cho nó đẹp nha các bạn. Nói chung là vô làm chắc uống cũng được mùa đông đó. Hoặc là các bạn biết sao không? Mình sấy khô xong rồi á, để khi nào mà mình nấu canh hoặc là mình nấu bún ốc hay là cái gì đó đó mà mình cần cái lá tía tô á, hoặc là mình để vô trong thịt, mình trộn vô trong thịt rồi mình nướng lên nó cũng rất là thơm. Thì trong nấu ăn á, mùa đông ở bên này nó dài lắm các bạn. Thời tiết ở châu Âu á, nó chỉ được có 1-2 maximum là 3 tháng nắng nắng nóng thôi, mà cũng không phải là nóng liên tục nữa. Nhất là ở Paris á, thì nó nóng vài ngày xong là nó lại lạnh về lại 20 độ. Nói chung là thời tiết nó rất là không có nhiều nắng đó. Thì mùa đông cũng phải 9 tháng. Cho nên là những cái loại cây của Việt Nam mình nó rất là khó mà sử dụng được quanh năm suốt tháng, giống như bên Việt Nam mình nắng nóng mỗi quanh năm đó. Thì cái này mình phải là để khô các bạn. Và khi để khô á, thì nó giữ được cái mùi vị. Khi mà các bạn nấu ra nó vẫn ngon giống như cái lá tươi nha các bạn, nhiều khi ơi, nó còn thơm đậm hơn nữa đó. Cho nên là mình phải tranh thủ các bạn. Tranh thủ mùa hè mình trồng á, mình trồng trong vườn xong rồi cái mình hái vô thì nó an toàn thực phẩm nữa. Các bạn biết sao không, làm trà mà mình mua ở ngoài chợ về cũng hơi không an toàn một xíu, là nhiều khi mình không biết người ta trồng sao á đó. Đó, đây là lá đổ màu của mình. Nếu mà ở nhà của mình trồng được á, mình tự trồng xong rồi mình rửa sạch sẽ là mình uống nó cảm giác nó an toàn hơn ha. Rồi đây các bạn nhìn thấy nè, bên này thì em đã ra bông quá nhiều rồi, chắc là đó, các bạn thấy cây lá tía tô to quá trời, ra bông quá, chắc mình cắt mấy cái lá này để mình giữ bông này để năm sau á nó rơi hạt xuống là nó tự động mọc lên các bạn. Năm này cái này mình chỉ cần trồng một năm thôi là mấy năm sau là nó tự động mọc lên này. Chứ mình không cần phải trồng lại nữa nha. Giống như năm nay mình cũng không trồng cây nào hết trơn, nó tự mọc lên lại đó. Các bạn nhìn thấy cái lá to không? Lá này vô là cuốn thịt ngon nè. Cuốn thịt nướng giống như mình làm thịt nướng lá lốt đó các bạn, là ngon lắm. Các bạn đừng có bỏ mấy lá già nha, mấy cái lá già này nó thơm nhiều, nó thơm hơn là lá non.
mình vẫn nuôi bông cho nó rớt xuống để năm sau mình khỏi phải trồng lại các bạn. Rồi cũng có ăn nè, nó giống như năm nay không phải trồng mà cũng có ăn đây. Mấy cái lá to đùng nè, đã không? Rồi sau khi mình đã sắt nhỏ nhỏ như thế này rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho vào cái lò nướng của mình đó, để mà mình sấy nha. Mở ở chế độ sấy khoảng tầm 80 độ thôi nha các bạn. Nó vừa khô là vừa, chứ mình để cái chế độ mà nó khoảng 100 độ thì mình sợ rau nó sẽ không, nó sẽ bị chín cháy á, thì nó sẽ không còn nhiều chất dinh dưỡng nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào để mình canh xem khoảng 15 phút, 30 phút xong rồi mình sẽ cập nhật lại cho các bạn nha. Đó, đây là một bên là tía tô, còn một bên là rau thơm, bạc hà. Rồi bây giờ cho vào lò sấy nha. Nhiệt độ khoảng 8-9 chục ha. Mình cho trong vòng 30 phút. Rồi sau khi khoảng 1 tiếng đồng hồ mình sấy trong phua đó các bạn, thì nó đã khô rồi nha. Đó, có lẫn lộn màu xanh và màu tím, nhìn cái màu vẫn còn giữ được, cũng đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm trà uống coi thử là cái nước màu trà nó có đẹp không nha. Bây giờ mình sẽ để vào trong một cái hũ chai nha, để bảo quản ha. Mình cứ để đây bảo quản trong nơi khô ráo thoáng mát nha các bạn. Trà nó khô rất là đẹp, các bạn chỉ cần sấy 1 tiếng đồng hồ là đủ rồi nha. Ở nhiệt độ 80 độ C. Mình ở những đất nước vẫn không có nắng thì mình phải sử dụng cái lò sấy. Còn ở Việt Nam mình thì để ngoài ánh nắng mặt trời là tự động nó khô. Rồi được một hũ trà đây các bạn, và bây giờ mình sẽ đi làm trà uống nha các bạn. Đó, được một hũ này chắc uống cũng được vài tháng mùa đông. Để vài bữa nữa nếu mà trong vườn có nữa thì mình sẽ làm thêm. Rồi bây giờ mình sẽ đi thưởng thức một ly trà tía tô nha các bạn ơi.